Hai Sang chào tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay thì Sang đang ở giữa rừng, chỉ có một mình Sang thôi. Sang đang đi tìm những khoảng rừng mới để thời gian sắp tới sẽ làm những video sinh tồn ở trong rừng của mọi người. Nên hôm nay thì Sang đang đi khám phá một cái khu rừng mới này. Mọi người thấy cái khu rừng này không? Xung quanh Sang chỉ toàn là cây cối to với là chim chóc nó hót trên đầu rất là đẹp luôn. Sang dự định là sẽ vào đây để làm một số video sinh tồn ở trong đây. Nhưng mà hôm nay thì Sang vào đây từ lúc 6 giờ sáng mọi người. Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi nhưng mà Sang vẫn còn đang ở giữa rừng, tại vì Sang định là sẽ ngủ lại một mình ở trong rừng này một đêm, xong rồi cắm trại trong đây, sáng hôm sau mới về, sẵn tiện là quay video cho mọi người xem luôn. Đồ đạc thì Sang có mang ở phía sau ba lô đây rất là nhiều luôn, nên giờ thì Sang dự định sẽ đi lên phía trên đây nè mọi người, thêm một đoạn nữa rồi mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó mình làm một cái lều cắm trại nha, tại vì phía trên đầu Sang trời cũng đang chuyển mưa rồi. Nếu bây giờ thì Sang quay ra ngoài á, thì cũng không kịp, tại vì từ chỗ này này mà đi ra tới ngoài ngoài nhà á, thì cũng mất 5-6 tiếng đồng hồ. Nên Sang định là sẽ ngủ lại đây một đêm luôn. Giờ thì Sang với mọi người khởi hành đi tiếp nha. Do hiện tại mùa này đang là mùa mưa á mọi người, nên đi rừng mùa này á, muỗi vắt nó có rất là nhiều, rất là cực luôn. Nhưng mà Sang chỉ đi một mình thôi nha. Do là nếu mà dắt mấy đứa nhỏ theo á, thì sẽ không đi được xa, tại vì mấy đứa nhỏ nó đi chậm hơn mình á, nên muốn đi xa với lại khám phá được nhiều chỗ thì bắt buộc Sang phải đi một mình. Nên hôm nay thì chỉ có một mình Sang ở giữa rừng thôi. Mọi người thấy là làm được một cái video sinh tồn trong rừng này á, thì nó vất vả đến cỡ nào đúng không? Mình phải bỏ ra 1 đến 2 ngày để mà tìm hiểu xem cái khu rừng đó nó có những gì, thì mình mới vào đó mình mới sinh tồn được, chứ không phải là cứ chạy vào rừng là sinh tồn được đâu nha. Tại vì nếu như vậy á, thì sẽ không có nhiều cái để quay cho mọi người xem á. Ở đây mọi người thấy là có rất nhiều cái cây nó to mọi người. Phía sau rừng Sang có cây to lắm nè. Rừng này là rừng xa lắm á mọi người. Ở đây xung quanh đây thì cái chim chóc nó hót đây. Ở đây có cây vạn tuế nè. Cây vạn thiên tế đó. Cây này to khủng khiếp không? Từ tận bên đây qua tới bên đây luôn nha. Đây Sang cho mọi người xem cái cây này so với Sang này. To lắm. Sang đứng gần sát gốc nó chỉ bằng một cái phần rễ nhỏ của nó đây thôi. Cái người của Sang chỉ bằng một cái phần rễ nhỏ đó thôi. Còn cái phần to của nó thì cái cây này theo như Sang nghĩ là chục người ôm không hết luôn á. Chỉ có những cái khoảng rừng sâu thì mới có cây to như thế này thôi. Ui cái bề bên đây còn rộng nữa mọi người. Trông cực kỳ rộng luôn. Đây mọi người xem cái bề bên đây của nó này. Dài quá. Đây. Mọi người xem cái mặt bề phía bên đây của nó này so với người của Sang này. Cái này thì nếu mà mấy người mà giang tay nhau để ôm nó thì chắc phải là 10 người ôm mới hết cái cây này. Mà cái ui cái cây bên kia còn to nữa kìa. Mọi người thấy cây phía bên kia không? Nó thành một cái mảng bự luôn mà. Cây này thì chắc cao chọc trời luôn mọi người. Nên nó cao tận tích phía trên. Đấy, đấy mọi người thấy phần phía trên không? Những cái cây này ở trong rừng á, người ta gọi là cây tung á. Cây tung ở trong rừng này thì nó rất là to. Có thể là nó to to nhất ở trong rừng thì chắc mấy chục người ôm luôn mọi người. Cây tung là cái loại cây to nhất trong rừng ở chỗ Sang đó. To quá. Những cây này được gọi là cây đại thụ á, cây cổ thụ á. Còn phía bên đây là cây bằng lăng này. Cái khu rừng này toàn cây cổ thụ thôi. Ủa, cây bằng lăng này rất là to. Ủa, có cái bọng phía trong luôn. Bọng này á, thì những cái bọng cây như thế này á, thường rắn rít rất là nhiều trong đây á. Nên tốt nhất là mọi người đừng có dòm vào phía trong. Cây này cũng cực kỳ cao luôn. Cao chọc trời luôn. Giờ tiếp tục đi thôi. Cái khu này toàn là cây to thôi. Phía trên này có hai cây sắp ngã này. Bị một hết luôn mọi người. Đây là người thấy không? Sang vừa mới leo lên cái cây ở chỗ này mọi người. Và hái được ở đây một cái nấm lá với một nấm bông. Mọi người biết cái bông này bông gì không? Tôi cho mọi người xem này. Đây này. Có phần nụ ở phía trên đây. Cái phần bông này ở chỗ Sang á, người dân gọi là cái bông trà nha, trà bông vàng, trà rừng đó mọi người. Mọi người thấy lá của nó giống y như lá trà không? Có mùi thì rất là thơm lá trà nha. Nhưng mà cái loại bông này á, khi mình pha với nước á, sẽ giống như là nước trà của mình á và rất là thơm. Đây là cái nụ của nó thôi. Còn đây là cái bông mà nó đã nở ra nè. Cái này thì khi mà nó nở ra nó gặp mưa nó sẽ rụng nha. Một cái bông như vậy á thì khi mình nấu nước á, mình bỏ vô mình uống á, thì cái nước nó sẽ đổi giống như nước trà mọi người. Đi rừng mà không có trà thì người ta sẽ hái bông này.
Cái bông này thì rơi trên cái cây đây này, cây nhỏ này thôi. Đó. Nhưng mà nó cao tận tích trên kia, sao phải leo lên đó để hái nha. Và chỉ có một cái bông thôi, còn nhiêu là cái nụ á. Đây là cái phần nụ của nó này, rất là nhiều nụ luôn. Cái nụ này bây giờ thì Sang sẽ gom lại nha, với cái bông kia. Một xíu nữa mình làm cái lều á, thì mình sẽ nấu một cái ấm nước, sau rồi bỏ cái bông này vô để uống. Cái lá đó thì chẳng khác gì lá trà cả. Bây giờ thì Sang ngồi nghỉ một chút rồi mình tiếp tục đi nha. Bây giờ cũng là 2 giờ mấy chiều rồi. Sang sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để mình làm một cái lều để mình ngủ lại tối nay nha. Xem cái khoảng rừng chỗ này nè. Xung quanh đây chỉ toàn là tiếng chim hót thôi ha. Sang đi từ sáng tới giờ, bây giờ trời cũng bắt đầu xế chiều rồi. Nên có lẽ Sang sẽ dừng lại cái đoạn chỗ này để làm một cái lều nha. Ở đây thì mọi người thấy là cái khúc này rất là đẹp luôn. Cây cối này toàn là những cái cây to to thôi. Chỗ này thì phía trên đầu nó có một cái khoảng trống á. Nên Sang quyết định là làm một cái lều ngay chỗ cái khoảng trống này luôn, phát dọn hết chỗ này. Tại vì đi rừng mùa này á, mà không có chỗ ngủ lại á, cho nó kín kẽ thì sẽ rất là lạnh, với lại nếu mà có mưa bất chợt á, thì sẽ bị bắt mưa trong rừng đó mọi người. Nên giờ thì phát dọn chỗ này ha, đặt cái ba lô xuống, phát dọn sạch cái chỗ này để đốt một đống lửa đuổi muỗi, với lại là Sang sẽ làm một cái chòi nhỏ nhỏ ở đây để tối nay Sang có chỗ để nằm ngủ nha. Bây giờ thì Sang sẽ sử dụng cái dao đi rừng của Sang nha để phát dọn hết cái chỗ này. Sang sẽ làm một cái lều cạnh gốc cây ở đây luôn. Đặt ba lô xuống nha mọi người. Vào trong rừng mọi người thì Sang không có mang theo võng, nên tối nay bắt buộc á, là mình phải nằm xuống đất. Nên Sang vừa mới kiếm được ở đây vài cái cây. Bây giờ thì Sang sẽ cưa nhỏ cái cây này ra để xếp lên phía trên hai tảng đá kia ha. Mình làm một cái sạp, tối nay thì Sang sẽ ngủ lên trên cái sạp nha. Trời phía trên đang nổi gió rồi mọi người, nên có lẽ là một xíu nữa trời sẽ đổ mưa, nên Sang phải tranh thủ làm thôi. Đây, cắn cái này xuống là bớt. Sang vừa mới xếp mấy cây ở đây nha, hoàn thành cái giường cho tối nay cho mình ngủ nha mọi người. Cái này thì sẽ nằm dài theo cái sóng cây này luôn. Mình có thể bẻ một ít lá cây lót lên phía trên để ngủ đỡ đau lưng. Bây giờ thì tới cái phần mái che phía trên, tại vì ở trong rừng này hay có mưa mọi người. Nên Sang đi rừng thường sẽ đem theo cái này nè. Cái này được gọi là cái miếng tăng nha. Cái miếng này thì nó rất là mỏng, đem đi theo thì nó nhẹ, nó gọn. Nhưng được cái là nó chống nước rất là tốt quá mọi người. Bây giờ thì sẽ căng cái miếng này lên phía trên từ cây này qua cây bên đây. Tầm 30 phút mọi người, Sang đã dựng xong cái lều của mình rồi nha. Cái này thì làm đơn giản thôi, căng cái bạt phía trên xong rồi làm mấy cái cây phía dưới là có chỗ ngủ rồi. Giờ thì mời mọi người vào phía trong. Đi rừng thì mùa mưa này cái gì đơn giản nhanh nhất thì mọi người làm nha. Cái bạt phía trên thì sẽ căng như thế này nha, có hai mái, một mái qua bên kia và một mái qua bên đây. Tối thì Sang nằm ở đây sẽ không bị ướt này. Giờ thì sẽ lên nằm thử này. Để nằm được cái này thì sẽ nằm dài cho nó nha mọi người.
Đây hai cái chân ở đây. Đó, chân thì mình sẽ để ở đây này. À, mọi người thấy chân Sang chảy máu không? À, do bị con vắt nó cắn. Còn phía trên đây thì có cái mái nó che. À, nhìn ra được cây phía kia đây. Đó, cây mái nó che như thế này thì sẽ không bị mưa dột. Và nằm trên cái cây này á thì nó hơi đau lưng một chút. Nên có lẽ là tối nay Sang sẽ lấy một ít lá cây trải lên trên nữa. Thì mình sẽ có một cái chỗ ngủ ngon lành nha. Nãy giờ Sang với mọi người á, mình đã hoàn thành xong cái chỗ ngủ, cái phần mái che mưa phía trên, và Sang đốt đầy được một cái đống lửa để dùng cái phần khói mình đuổi cái con muỗi, xua đuổi con này con kia ở trong rừng á. À, trời bây giờ cũng xế chiều rồi, sắp sập tối rồi mọi người, nên Sang bây giờ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bữa ăn tối nha. Tại vì nguyên ngày hôm nay thì Sang cũng khá đói bụng rồi. Đợt này đi vào trong rừng này á, không phải là đi sinh tồn, nên Sang cũng có mang theo một số dụng cụ để nấu ăn cho nó đơn giản. Ở đây thì mang theo một cái ấm nước để mình có thể là dùng để nấu nước ở trong rừng để mình uống ha. Phía bên đây thì mình có mang theo mấy cái nồi cắm trại đó mọi người. Mấy cái này thì nó rất là nhẹ, mình mang đi vào trong rừng thì mình nấu ăn rất là tiện lợi nha, không cần phải mang cái nồi to. Trừ khi mà Sang đi cùng với mấy đứa cần nấu ăn nhiều thì Sang mới mang cái nồi to. Và cái nồi này thì nó có 3 cái, phía trên đây là nắp của nó này. Trong đây thì cũng có chén luôn. Và có một cái nồi nhỏ, cái nồi này thì dùng để nấu canh. Thường thì Sang dùng cái nồi này để nấu canh. Bên đây thì nó sẽ có một cái chảo cũng như là một cái nồi để nấu cơm. Nó có 3 cái nồi nha. Đây không phải là sinh tồn nên Sang cũng có mang theo một ít đồ ăn mọi người. À, đây là một cái miếng sườn cừu mà Sang mang từ nhà đi ha. Cái sườn thì nặng 1 kg. Thường thì Sang đi vào trong rừng để đi khám phá này á, để kiếm cái chỗ quay mới á, thì Sang sẽ không có mang đồ ăn như thế này đâu, cũng không mang đồ nấu ăn đâu. Là mình sẽ đem đồ ăn sẵn ở nhà. Tối tới nơi thì mình chỉ ăn cơm xong mình ngủ thôi. Nhưng mà hôm nay biết là quay video cho mọi người xem á, nên Sang có chuẩn bị một miếng sườn cừu như thế này. Cái sườn này bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là tẩm ướp gia vị cho nó. Xong rồi một xíu nữa mình sẽ làm món sườn cừu chiên giòn ha, sườn cừu ướp chảo ha. Giờ thì Sang sẽ bắt đầu nấu cơm nha mọi người. Cái nồi này thì vừa đủ để cho một người ăn luôn. Đây thì Sang cũng có mang thêm một bịch gạo. Sang vừa mới pho cái phần gạo xong nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ nấu một cái món gạo đặc biệt là nấu gạo chung với nước tương. Tại vì hôm nay thấy trên mạng nhiều người nấu gạo với nước tương mọi người, nên hôm nay thì Sang sẽ thử nha. Giờ thì Sang sẽ cho một ít nước tương vào phía trong gạo nha. Giờ thì mình sẽ đảo đều gạo lên nha, để cho nó thấm với cái phần nước tương. Như thế này nha. Giờ thì Sang sẽ đậy nắp lại và ngâm cái phần gạo này trong vòng 30 phút nha mọi người, cho nó thấm cái nước tương. Hồi mình nấu cho ngon hơn. Rồi, để phần gạo qua một bên. Trong khi chờ đợi phần gạo nó thấm á mọi người, thì Sang sẽ bắt đầu là xắt cái sườn cừu này ra nha. Để nay thì mình sẽ làm món sườn cừu áp chảo. Đây, một miếng sườn cừu nó sẽ như thế này nha. Sẽ cho vô trong một cái chảo nhỏ. Giờ cũng đã tối hẳn rồi nha mọi người, nên bây giờ Sang sẽ mở đèn. Miếng thịt cừu ngày hôm nay Sang định là món áp chảo, nên giờ thì Sang sẽ tẩm ướp ít tỏi này. Tỏi này thì chưa đầy đập dập mấy. Với lại một ít tiêu. Thêm một ít muối với hạt nêm nha. Rồi thêm một ít ớt bột đó. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu đảo đều cái miếng thịt mình.
Mọi người được nghe nghe được phía trên rừng cái con cá kè nó kêu không? Cá kè rừng á. Cái phần sườn á thì sang tẩm ướp như vậy là xong nha. Giờ thì bỏ qua một bên cho nó thấm hết gia vị. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần cơm nãy giờ mình ngâm á. Bây giờ thì cũng đã thấm nước tương rồi. Giờ sẽ cho nước vô để chuẩn bị nấu cơm. Đống củi sang đốt nãy giờ mọi người cũng đã có than rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái nồi mình lên để nấu cơm. Tiếp theo thì sẽ nấu một ấm nước cho mọi người, trong khi chờ đợi thịt nó chín, thịt nó thấm. Đặt thẳng lên bếp lửa như thế này thôi. Cái nồi cơm với ấm nước thì sang nấu phía bên kia. Còn bên đây thì bây giờ sẽ nấu tới cái phần sườn cù nha. Hôm nay thì sẽ làm món sườn cù áp chảo. Nên có chuẩn bị theo một cái chảo đây nè. Đặt chảo vô giữa cái bếp lửa luôn. Giờ thì sẽ cho một ít bơ. Một ít bơ vô phía trong nha. Tiếp theo thì sang sẽ cho cái phần tỏi cái này mình ướp còn dư á mọi người. Cho phần tỏi vô trong luôn. Còn đây là cái miếng sườn cù này. Rồi thì sang sẽ áp chảo đó nha. Cái này thì sang học trên mạng thôi. Đây đã áp chảo đã xong nha mọi người. Ở kia thì chờ nó chín thôi. Bên đây thì cơm cũng đã sôi nè. Giờ sang sẽ bắt đầu đảo cơm lên nha. Cơm này mình nấu chung với nước tương nên rất thơm luôn. Đây nó lại. Nước bên đây thì cũng đã gần sôi rồi. Phần cù bên kia đã chín rồi nha. Mọi người thấy miếng phần cù nó vàng không? Mọi người xem cái miếng phần cù áp chảo cái sang nãy giờ này. Nhìn thơ, nhìn rất là đẹp quá ha, vàng đều. Giờ sẽ trở mặt nó nha. Ui, bên đây thì quá lửa rồi. Nãy giờ thì sang cũng đã nấu xong cái phần đồ ăn tối nha mọi người. Đốt lại đây đống lửa. Bây giờ thì trời cũng đã là 7 giờ tối rồi. Mọi người xem cái khung cảnh xung quanh cái lều của sang này. Ở đây thì có vài cái cây to. Phía bên kia thì có một đám rừng cây rất là to mọi người thấy không? Trắng trắng phía xa. Cái cây này là cây bằng lăng á. Nên ban đêm thì mình rọi vào thân của nó sẽ có cái màu trắng trắng này. Đây là cây rất là to luôn nè mọi người.
Thôi giờ thì mời tất cả mọi người vào chòi, mình sẽ ăn cơm nha. Ăn cơm xong rồi Sang sẽ đi kiếm một cái suối để mình tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Còn đây là cái bữa cơm. Cái phần sườn cù là nguyên tảng, mọi người sẽ cắt ra cho dễ ăn ha. Còn phía bên đây ấy, là phần cơm nấu với nước tương này. Do là Sang không rành lắm về cái nấu sườn cù này á, nên cái phần sườn hơi bị cháy một chút. Cơm nấu nước tương thì mọi người sẽ thấy là nó có màu, nó hơi đen một chút nha, nhưng mà cái mùi rất là thơm. Bên đây thì có chén nước chấm đó, mình chấm với muối ớt chanh nha. Trước khi ăn cơm ở trong rừng thì mình có một cái phong tục như thế này, là bỏ một phần đồ ăn lên một cái lá cây, đem vào gốc cái cây to nhất ở gần chỗ mình nha. Giờ Sang sẽ bỏ một miếng sườn cù lên cái lá cây như thế này. Giờ thì mình sẽ cầm cái phần sườn cù này, đem ra cái gốc cây to nhất ở chỗ này. Phía đây đi ha, gốc này cũng khá to. Sẽ để cái phần sườn này lên đây nha, để mời ông bà rừng, tôi gọi là gì vậy mọi người? Đi rừng thì người ta gọi là ông bà rừng, mời ông bà rừng để ăn. Giờ thì mình vào để ăn cơm. Phong tục ra xong nha mọi người. Bây giờ thì sẽ bới cơm vào trong cái chén, rồi mình ăn cơm thôi. Tối hôm nay thì có một mình Sang ở trong rừng à, nhưng mà nấu cơm thì rất là nhiều, để mà sáng mai khi mà Sang khởi hành đi thì Sang không còn phải nấu nữa, chỉ còn ăn cái phần cơm nguội với lại cái phần sườn thôi. Đây mọi người xem cơm với nước tương này, ăn thử một miếng trước nha. Đây là lần đầu tiên Sang nấu luôn. Đây mời cả mọi người nha. Thơm lắm mọi người ơi. Cơm mình nấu nước tương á thì nó sẽ mặn mặn nha, nó sẽ mặn mặn, nó thơm mùi nước tương nha. Nói chung là ăn nó có đậm, có vị hơn á. Nên theo như Sang nghĩ là ăn cơm không thôi cũng ngon đó. Cái này Sang nấu hơi nhão chút. Ngon lắm mọi người. Giờ thì mình ăn miếng sườn cù á. Lựa một cái phần sườn nhỏ nhỏ này. Đây là một cái miếng sườn cù này. Mời cả mọi người nha. Mình ăn như vậy thử khỏi chấm luôn. Cái phần thịt con cù này mọi người thì ăn nó không khác gì thịt con dê á. Phải nghe mùi giống như là thịt con dê của mình đó mọi người. Được cái là nó mềm hơn nha. Sang chiên thì hơi khác một chút. Cái phần cơm nấu với nước tương này mọi người thì ăn rất là ngon luôn. Nên giờ thì Sang sẽ ăn tiếp một chén nữa nha. Hôm nay đi vào trong rừng á, đi từ sáng, Sang đi từ lúc sáng sớm, bây giờ là chiều tối thì mới có bữa cơm đầu tiên. Nhưng mà được một cái bữa cơm ngon như vậy á, ăn xong là thấy người khỏe lại hẳn luôn. Đây mời cả mọi người nha. Cái cơm nấu với nước tương nè, theo như Sang nghĩ thì chắc là nó rất là hợp luôn. Đây là một miếng sườn cù nè. Cái sườn con cù này nó có rất nhiều mỡ nha mọi người. Mỡ nó nhiều giống như mỡ heo vậy. Mình ăn một hai miếng đầu á thì cái sườn thịt con cù rất là ngon, nhưng mà ăn nhiều quá thì cái cảm giác là nó ngán á, do cái con cù này nhiều mỡ quá. Mọi người nghe được cái tiếng hú vang vọng phía bên kia đồi không? Rất giống tiếng người đúng không? Đó. Nghe kỹ nha. Đó, rất giống tiếng người đúng không? Nhưng mà cái này không phải tiếng người nha mọi người. Cái này á, là con chim cú mèo ở trong rừng á. Nên nếu như mà ai đi trong rừng đó, ai đi trong rừng vào ban đêm á, mà nghe được tiếng này á, thì đừng có hoảng sợ nha. Không phải người đâu, mà là con chim cú mèo thôi. Cái tiếng này á, thật ra Sang nghe quen rồi, nhưng mà Sang nghe lại á, mọi người có thể thấy là tai Sang nổi hết da gà lên không?
Tại vì nó rất đáng sợ, tại vì Sang đang ở trong rừng một mình đó. Nãy giờ thì Sang cũng vừa mới ăn cơm xong, đốt đây lại một cái đống lửa to này, để cho lửa nó cháy kế bên đây. Đầu tiên đó là giữ cái hơi ấm, với lại thứ hai á là xua đuổi những cái con vật khác nó tới gần mình ha. Tại vì những cái khu rừng mà Sang đi như vậy á là những cái khu rừng rất là xa. Những cái khu rừng xa như vậy á thì có rất nhiều con nguy hiểm nha. Không chỉ là rắn rít, và có những cái con được gọi là những con bò tót này, những con bò rừng này, những con báo, con gấu, con cọp này kia á, thì rừng Sang vẫn còn. Nên phải có một đống lửa để cho an toàn nha mọi người. Thế giờ thì ăn cơm cũng đã xong, nên Sang bây giờ sẽ lên trên giường để chuẩn bị đi ngủ nha. Không biết là mọi người ở đây á, có bao giờ mọi người đi đâu đó một mình hay chưa? Sang thì trước giờ Sang đi vào rừng một mình rất là nhiều lần. Đôi khi thì có những lần á, nghe được tiếng con này con kia nó kêu, nó hú ở trong rừng á, mình cũng có cảm giác sợ mọi người. Và người xưa, những người lớn tuổi ở chỗ Sang á, có một cái mèo như thế này. Khi mà mình cảm giác có như là có ai đó đi theo mình á, hoặc là mình cảm giác sợ á, là những cái hiện tượng tâm linh ở trong rừng á, mà mình cảm giác sợ á, thì mình đốt một đống lửa, cũng như là mình lấy một cái phần muối mình ăn đó mọi người, rải vào trong lửa, thì nghe tiếng này á thì nó sẽ nổ lúc bích á, và những cái được gọi là tâm linh á thì sẽ không đi theo mình nữa. Cái cách này á thì là người lớn người ta chỉ lại thôi nha, Sang thì cũng không có chứng thực được là có đúng hay không. Rồi bây giờ thì sẽ rải nó vô một ít vô trong lửa nha. Đấy, giờ thì Sang chừa một ít, khi nào mà Sang nghe tiếng hú thì sẽ rải tiếp nữa. Mọi người có thể nghe được muối khi mà nó rớt vào lửa không? Đấy, nghe tiếng lách bách nè. À, lửa thì đốt đây thôi. Giờ thì lên cái chòi cao thì lúc nào mình cũng phải cắm lên cái đầu của mình nha. Chỗ mình ngủ, mình cắm dao lên đây. Bên này là cái ba lô của Sang. Nay Sang đi vào đây không phải là đi sinh tồn, nên Sang có mang theo cái mền để tối mình ngủ mình đắp nha. Do trong rừng này rất là lạnh luôn. Giờ thì nguyên một ngày dài rồi, nên Sang với mọi người mình sẽ cùng nhau đi ngủ nha. Sẽ định ló lá cây, nhưng mà theo như Sang nghĩ ló lá cây á, thì nó sẽ cũng không cần thiết. Sang nằm thẳng lên trên cái cây này luôn. Lửa thì mình đốt ngay đây nha. Giờ thì Sang đặt ở đây một cái đèn, để nếu như mà có cái gì tới gần chòi Sang ấy, thì Sang có thể phát hiện nha mọi người. Giờ thì Sang mời cả mọi người cùng cùng Sang đi ngủ nha. Tối nay á, nếu có chuyện gì xảy ra thì Sang sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mọi người thấy cái dao phía trên đầu Sang không? Đi vào trong rừng ngủ á, lúc nào cũng phải để dao trên đầu nha. Có thể để đứng hoặc là để nằm. Cái cách này á, là nếu mà có chuyện gì xảy ra, mình có thể là cái tay của mình chụp vào cái dao liền luôn. Để kế bên đây cũng được. Bây giờ thì Sang sẽ đi ngủ nha mọi người.